làm sao để nhan sắc lên hương lên hương? Có bao giờ bạn để ý những cái người xung quanh bạn họ đẹp lên một cách bất thường không? Không chỉ những cái người xung quanh bạn mà những idol, thậm chí ngày xưa thân hình của họ không được ưa nhìn nhiều khuyết điểm, hiện tại họ trở thành một nữ thần có vẻ ngoài lông lanh đẹp hơn. Ok, sau đây sẽ là những tip giúp bạn thăng hạng nhan sắc. Chỉ cần áp dụng và thực hiện những phương pháp này đều đặn thì chắc chắn nhan sắc của bạn sẽ lên một tầm cao mới. Phần 1 là thói quen thường ngày. 1. Uống nước nhiều. Việc quan trọng phải nhắc đến 3 lần. Mình không đùa đâu, uống nước thực sự có thể giúp chăm sóc da từ bên trong, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể và đào thải độc tố. Lúc sáng sớm sẽ là thời điểm tốt nhất để cơ thể uống một cốc nước ấm. Sau khi mọi người đánh răng rửa mặt xong thì mọi người có thể uống một cốc nước ấm để giúp thúc đẩy đường tiêu hóa. Con gái tốt nhất không nên uống nước lạnh, sẽ làm tăng cái tính hàn. Uống nước không khác uống, bình thường cũng uống không được 8 cốc thì cũng phải được 6-7 cốc. Tiếp đến, nếu mà bạn cảm thấy uống nước không có gì thì có thể thay thế bằng trà. Từ khi lúc bụng của mọi người rỗng thì không thể thay thế bằng trà, còn lại những cái lúc khác thì đều có thể thay thế nhá. Đa số thì mọi người nên uống trà hoa, vừa ngon vừa đẹp mắt mà lại vừa chăm sóc cho làn da. Bạn nào hay thức đêm, thần sắc kém, không hồng hào có thể uống trà táo, kỳ tử hay trà sơn tra, hoa hồng với mật ong. Bạn nào bị nóng trong đêm muộn nhiều, thích ăn đồ cay thì có thể uống trà kết hợp hoa kim ngân, cúc, bạc hà kết hợp với mật ong. Còn ví dụ đối với bạn nữ nào có thể hàn tương đối mạnh, sáng dậy hay đau bụng thì có thể uống trà dĩ hoa lại khô cùng với mật ong. 3 là cung cấp hoa quả. Hoa quả thực sự rất là tốt cho làn da. Những cái người xung quanh của mình thích ăn hoa quả, da của họ đều đẹp. À, nhớ là phải ăn đủ lượng nha, không được ăn quá nhiều, vượt ngưỡng thì sẽ dẫn đến tăng cân chẳng hạn. Nếu như mọi người muốn bổ sung về da, về cơ thể thì mọi người có thể bổ sung quả thanh long, quả chô bi, mình sẽ để trên đây nha. 4 thường xuyên thay vỏ. Da thường xuyên bị nổi mụn, lỗ chân lông to, da dầu, rụng tóc nhiều đều là do bọ dệt gây ra. Vậy nên thay vì thay vỏ gối 1 đến 3 tháng một lần thì mọi người có thể thay vỏ gối 7 đến 1 tháng một lần. Đem ra phơi với nhạc trực tiếp thì có thể tiêu diệt những cái bọ dệt. 5 là ở phòng điều hòa. Vào mùa thu tương đối hanh khô, thay vì bật mũi điều hòa không thì mọi người có thể kết hợp với máy tăng độ ẩm hoặc là máy phun sương đặt trong phòng để tăng cái độ ẩm cho làn da căng mọng và đẹp hơn. 6 là chọn bột giặt. Nên để ý xem trong cái bột giặt của mọi người có chứa chất huỳnh quang không để đảm bảo đồ lót quần áo không bị dính chất và gây kích ứng da, đặc biệt đối với chị em hay mặc cái đồ ngủ khi đi ngủ nhất định phải chú ý hơn. Ngoài ra khi mà sử dụng bột giặt có hàm lượng phốt pho thấp sẽ giảm độ giáp khi mà giặt tay, giảm tác hại đến da. 7 rảnh thì ngâm chân. Trước đây thì mình nghĩ ngâm chân thì sẽ dành cho người già nhưng mà không, ngâm chân thì rất là tốt cho sức khỏe, chữa lành chữa cảm, làn da đẹp, lưu thông khí huyết, cơ thể khỏe mạnh. Nên là bạn nào có điều kiện thì có thể mua một cái bồn ngâm chân, không thì mọi người có thể dùng một cái bồn bình thường nó và kết hợp với một số cái loại hoa như này. Đây sẽ là công thức cho mọi người nhé. Thời điểm hiệu quả nhất cho một người ngâm chân là từ 20 đến 30 phút. Nếu như bạn nữ nào đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì tốt nhất không nên ngâm chân. 8 đi ngủ nhất định phải khép miệng, há miệng lúc ngủ cũng sẽ dễ gây bị xấu, hàm sẽ bị thu lại, hàm sẽ hô ra. 9 chắc chắn là một hàm răng trắng, có hàm răng trắng thì nó sẽ kéo vớt lại cái nhan sắc của bạn. Viêm yếu răng ố vàng, răng nhạy cảm đều là do cách đánh răng của một người không đúng cách, nên là mọi người nhớ là phải đánh răng kỹ càng và có thể học thêm cái phương pháp mask mình để lên đây. Những cái phương pháp này chỉ là những cái phương pháp nhỏ nhưng mà nếu như các bạn lặp đi lặp lại hàng ngày, duy trì đều đặn, nhất định nhan sắc của các bạn sẽ được thăng hạng và đẹp hơn. Và nhớ đây là series làm sao để nhan sắc lên có đến tận 10 phần cơ, nên là mọi người nhớ ấn theo dõi để xem những cái series tiếp theo.